Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn này là lấy hết sạch nhớt cá nheo. Con cá nheo nó nhớt ở đâu các bạn biết không? Đây này, nó nhớt ở chính sau cái phần này nhé, sau cái phần của cái vây trên của nó này. Đấy, bây giờ thì tôi vừa quay tôi vừa làm để các bạn nhìn nhé. Đây này, các bạn lấy con dao, các bạn cắt đằng sau này. Đây, hơi khó chút, các bạn không cần. Đây, bạn nhìn chưa, trắng trắng chưa? Đây, tiếp tục nha, tôi sẽ cưa tiếp này. Đây, chỗ đầu mũi dao tôi này, đầu mũi dao tôi đang có cục nước trắng này, bạn nhìn rất là rõ này. Đây, tôi sẽ cắt cho các bạn xem nhé. Đây, ở đầu mũi dao này, bạn nhìn này, đây, tôi quay gần đây, bạn nhìn này. Đấy, chính cái cục nhớt nó đây, chính cục nhớt nó chỗ này. Đây, bạn lấy này ra nhé. Đây, cái phần nhớt này trông nhìn này thôi nhé, trông nhìn ít này thôi, nhưng mà chúng ta mà cho vào một chỗ nước, tôi có thể làm các bạn xem luôn nhé. Đây, tôi quay một tay tôi cắt thì hơi khó. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy chỗ nhớt này, tôi sẽ lấy chỗ nhớt này, vẫn chưa được. Đây, tôi cắt cái cục nhớt ra rồi nha các bạn nhé. Nhìn đây, bây giờ tôi sẽ cho một chỗ nước này, chỗ nước này là nếu để các bạn nhìn nhá, đây, chỗ này cũng phải 4-5 lít nước ấy. Đây. Đây. Đấy này, bạn thấy nhìn nước kinh khủng không? Đây, đỏ ra đấy, rồi đấy. Đấy, nước kinh khủng luôn. Đấy, đấy, cực kỳ nhiều nhớt luôn, nhớt dã man luôn. Đây này, chính nó cái phần lách này, chính nó phần này, đây, phần kết nhớt của con cá. Đây, bạn nhìn thấy tôi ép nó ra này, đây, tôi đang cố gắng làm cho bạn xem này, các bạn thấy này, bạn đã cắt được cái này ra kìa, đấy. Tôi lấy con dao nhỏ này này, tôi sẽ lấy ra các bạn xem này. Có một mình đâu mà không ai quay đâu mà. Vừa quay vừa làm hơi khó các bạn ạ. Rồi. Đây, các bạn nhìn mình nghe tiếng nước rồi đã khác chưa? Này. Ui. Các bạn đây. Này, chúng ta thử cái này này. Đấy này, dã man này. Đấy này, đặc xịt nha. Đấy, đây là tôi hướng dẫn các bạn này cách lấy cái nhớt ở cá nheo, bạn nhìn này, dã man này. Đây tôi mới lấy một bên đấy. Đấy, ui rồi. Này, rồi xin được kết thúc video rồi nhé. Chúc các bạn sẽ để ý đến sao xử lý được nhớt cá nheo như cách tôi hướng dẫn nhé. Bạn thử làm một lần sẽ thấy tôi nói đúng không. Đấy, này, đã mang. Rồi, tạm biệt các bạn.